Từ bao đời nay, ngư dân các làng chài thường tận dụng ánh nắng ngoài tự nhiên để phơi sấy tôm cá, chế biến thành các loại hải sản khô để bán. Công việc phơi cá khá vất vả vì họ phải đưa cá lên giàng từ lúc trời còn chưa sáng. Một nắng hai sương nhọc nhằn là thế, nhưng sản phẩm cá khô chưa đạt chất lượng do được phơi ngoài trời như thế này. Công đoạn quan trọng trong quy trình chế biến và bảo quản nông sản thủy hải sản. Trong đó, thủy hải sản khô là một trong những mặt hàng có sức tiêu thụ khá lớn cả nội địa và xuất khẩu. Song, phần lớn bà con vẫn còn áp dụng phương pháp phơi nắng truyền thống nên sản phẩm khô có chất lượng không cao. Ngoài quá trình phơi bị nhiễm bụi, ruồi, nấm mốc hay côn trùng xâm nhập, phơi nắng truyền thống còn tốn nhân công, thời gian phơi sấy kéo dài và bị động do thời tiết. Ở trên trời nắng mình mới đem ra phơi, còn mà trời mưa thì mình kéo ra kéo vô thì nó cực lắm, mà trở lại cái sản phẩm mình không đảm bảo, đông thì rất là nhiều, khoảng 2-3 người phơi thì nó mới lẹ chứ. Cứ mướn mỗi một sàng vậy là 15.000, 20.000 một sàng vậy là. Sinh ra ở vùng ven biển Quảng Nam, thạc sĩ Phan Văn Hiệp, giảng viên trường Đại học Văn Hiến thành phố Hồ Chí Minh, có tình cảm sâu đậm với nghề làm cá khô. Nhận thấy công việc chế biến cá và phơi cá rất vất vả, nhiều công phu, thầy Hiệp luôn trăn trở làm thế nào để nghề làm cá khô phát triển, sản phẩm khô cá có thể đi vào các siêu thị và vươn xa thế giới. Ở thời điểm hiện tại, nhiều phương pháp sấy ra đời sử dụng các nhiên liệu như than, trấu, điện năng, đáp ứng nhu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm và quy mô sản xuất hàng hóa. Song, hầu hết các loại máy này cũng có những hạn chế như chi phí năng lượng cao, màu sắc không ổn định, thiếu thân thiện với môi trường. Điều đó đã thôi thúc thầy Hiệp nghiên cứu chế tạo thiết bị sấy thực phẩm ứng dụng công nghệ năng lượng mặt trời. Đặc biệt, với việc ứng dụng hệ thống trục ngang, thiết bị đã khắc phục được những hạn chế của những thiết bị sấy đang ứng dụng phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi nghiên cứu cái hệ thống sử dụng năng lượng mặt trời để thứ nhất là nó đảm bảo được cái cảm quan của con cá rồi hay là thực phẩm nói chung mà nó tương đương với quy trình phơi nắng. Nhưng mà đồng thời thì nó phải đảm bảo cái khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong đó là chúng tôi tăng cường cái khâu khử vi sinh bào tử nấm mốc bằng cái công nghệ đèn cực tím để cho nó đảm bảo sạch sẽ, nó an toàn với người sử dụng. Rồi nghiên cứu làm sao mà tự động hóa cái quy trình phơi sấy để chúng ta giảm được cái nhân công. Và tôi nhận thấy rằng là cái quy trình mà phơi nắng thì nó tương đương với lại cái quy trình sấy và vỉ ngang tỉnh. Thế thì bà con rất mất thời gian trong cái khâu mà đảo sản phẩm. Đó là lý do mà chúng tôi nhắm đến cái nghiên cứu cái công nghệ sấy động. Từ nhu cầu thực tế, thạc sĩ Phan Văn Hiệp và cộng sự đã nghiên cứu, tìm tòi, thử nghiệm nhiều lần trước khi cho ra đời hệ thống hoàn chỉnh. Để khắc phục nhược điểm về độ khô không đồng đều, giảm dinh dưỡng của các loại máy sấy trên thị trường, nhóm tác giả đã thiết kế các dàn treo động với các vỉ ngang hoặc đứng thay vì đứng yên như các thiết bị sấy phổ biến. Tuy nhiên, thiết bị ban đầu còn bộc lộ những hạn chế nhất định như chưa kiểm soát được các thông số tự động về thời gian. Sau thời gian nghiên cứu, thử nghiệm trên nhiều loại sản phẩm khác nhau, nhóm đã cải tiến khắc phục những khiếm khuyết, hoàn thiện đáp ứng nhiều tính năng vượt trội.
chúng tôi sử dụng hai cái nguyên lý cơ bản. Một, đó là hiệu ứng nhà kính trực tiếp. Hiệu ứng nhà kính là gì? Là nắng mặt trời nó sẽ xuyên thấu qua cái vật liệu mà lấy sáng, ở đây cụ thể là cái tấm poly. Toàn bộ cái thiết bị sẽ được bao phủ bằng những cái vật liệu lấy sáng. Ở đây là chúng tôi chọn cái tấm poly carbonate đặc ruột này. Cái độ xuyên thấu ánh sáng tới 95%. Và khi ánh sáng nó xuyên thấu qua cái vật liệu lấy sáng là tấm poly, nó gặp những cái sản phẩm sấy là cái màu tối, thì nó làm cho nhiệt độ bên trong gia tăng lên theo cái nguyên lý hiệu ứng nhà kính. Thứ hai là tận dụng cái năng lượng mặt trời để tạo ra cái nhiệt sấy sản phẩm bằng thiết bị bẫy nhiệt mặt trời. Bẫy nhiệt mặt trời á là nó cấu tạo gồm những cái tấm tôn được sơn màu đen để nó hấp thụ nhiệt mặt trời nó tốt hơn. Và thứ hai, tấm tôn này sẽ được tạo cái gợn sóng, mục đích để nó tăng cái diện tích tiếp xúc. Và nhờ vậy, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào trong cái bẫy nhiệt này, nó sẽ đốt nóng cái luồng không khí, và luồng không khí được đốt nóng sẽ thổi vào trong cái buồng sấy và góp phần giúp cho cái nhiệt độ bên trong buồng sấy nó gia tăng lên rất là nhanh. Chúng ta kiểm soát các thông số sấy, trong đó quan trọng nhất là nhiệt độ sấy. Thì cái giải pháp của chúng tôi nghiên cứu và đưa ra đó là gì? Chúng tôi sẽ kiểm soát nhiệt độ bằng cái bạc. Cái thời điểm mà nắng nó lớn á, thì nhiệt độ nó có thể nó gia tăng lên rất là cao. Thế thì cái bạc này nó sẽ tự động coi như nó kéo ra, nó che cái buồng sấy lại và nó giảm cái nắng. Thế thì cái nhiệt độ bên trong buồng sấy nó sẽ được khống chế xuống cái ngưỡng mà chúng ta cài đặt. Hoặc là khi trời mưa thì cái cảm biến mưa bên này á, nó sẽ giúp cái bạc kéo ra che cái buồng sấy lại. Thì đối với cái thiết bị sấy trục đứng như thế này á, chúng tôi chế tạo những cái xe phơi độc lập. Mỗi xe phơi có nhiều trục đứng. Các trục đứng này sẽ gắn các cái vỉ đồng trục. Và nhờ việc chúng ta gắn nhiều tầng vỉ, chúng ta gia tăng được cái công suất sấy lên nhiều lần. Và mỗi xe phơi chỉ sử dụng có một cái motor điều khiển. Cái yếu tố này để giúp chúng ta tiết kiệm cái chi phí điện năng mà vận hành cái trục phơi chúng ta nó quay. Đối với máy sấy trục đứng này á, để cho luồng không khí sấy được đảo đều khắp buồng sấy, chúng tôi bố trí những cái quạt đảo khí bên trong, nằm hoàn toàn bên trong cái buồng sấy. Những cái quạt này nó chỉ có chức năng là nó đảo cái luồng không khí sấy. Và nhờ kết hợp với lại cái việc mà cái vỉ sấy của chúng ta nó quay, thì cái sản phẩm sấy của chúng ta nó sẽ tiếp xúc rất là đều với nhiệt độ và gió, và nó sẽ tăng cái độ đồng đều lên rất là nhanh. Không khí sấy mà khi nó nóng lên á, thì theo nguyên lý đối lưu tự nhiên nó sẽ bốc lên cao. Và đó là lý do chúng tôi đặt những cái quạt hút này trên máy vòm để nó lấy cái không khí này ra nhanh nhất. Khi nhiệt độ trong buồng sấy mà nó tăng nhanh, tốc độ quạt này nó sẽ tăng lên để nó lấy nhiệt ra rất là nhanh, giúp giảm cái nhiệt độ trong buồng sấy xuống rất là nhanh để nó giữ được cái nhiệt độ trong buồng sấy ổn định. Cái linh hồn của thiết bị chính là cái tủ điều khiển này, là cái trung tâm để nó giám sát và nó điều khiển toàn bộ các thông số và các hoạt động mà nó quyết định đến cái quy trình mà sấy một cái sản phẩm cụ thể. Thì tất cả nó đều được hiển thị trên cái màn hình giao diện LCD này. Và thứ hai nữa là cái bộ điều khiển này rất là linh động trong việc chọn các bộ thông số sấy khác nhau cho nhiều sản phẩm sấy khác nhau. Nhờ vậy có thể đa dạng hóa cái sản phẩm sấy cùng với một cái thiết bị sấy. Và mỗi sản phẩm sấy như vậy á, chúng ta cần một bộ thông số sấy khác nhau. Thế thì nó cho phép chúng ta nhập cái thông số sấy dựa trên cái kinh nghiệm của người sản xuất đó, vào trong cái giao diện LCD này, và cái thiết bị chúng ta nó sẽ vận hành theo cái thông số mà chúng ta nhập vào. Đây là cái ngưỡng nhiệt độ chúng ta cài đặt cho một cái sản phẩm sấy cụ thể. Ví dụ như là cái dàn này đang sấy cá thì chúng tôi cài từ 38 đến 42 độ. Tại vì với cái nhiệt độ này chúng tôi khảo sát là cái chất lượng của con cá một nắng nó sẽ tốt nhất. Những cái sản phẩm khác thì chúng ta cài những cái nhiệt độ khác nhau bằng các cái mũi tên tăng giảm rất là đơn giản. Ở đây là cái màn hình cảm ứng điện trở, do đó chúng ta dùng cái ngón tay thôi chúng ta có thể tăng giảm. Thứ hai là số phút khử vi sinh, cái thời gian mà cái đèn cực tím nó sẽ bật lên để nó khử vi sinh và bào tử nấm mốc ở trong buồng sấy. Thứ ba là số phút sấy, đây là cái thời gian để cái dàn sấy của chúng ta nó chuyển động. Thứ tư là tốc độ quạt thổi quạt hút, rồi mốc khử vi sinh. Mốc khử vi sinh đây là gì? Đó là cái thời điểm đèn cực tím nó sẽ bật lên để nó thực hiện cái quy trình khử vi sinh. Ngoài ra ở trên này là nó còn các cái thông số hiển thị số phút còn lại của quy trình sấy. Khi nào số phút còn lại bằng không thì cái chuông và cái đèn ở dưới này nó sẽ bật lên, nó báo hiệu cho người sản xuất biết rằng là quy trình sấy đã hoàn thành. Thứ hai là nhiệt độ, thứ ba là độ ẩm. Đây là hai thông số nó được hiển thị nhờ vào cái cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đặt trong buồng sấy. Nếu chúng ta vận hành thiết bị thời điểm ban đêm á, thì sau 18 giờ là 6 giờ tối thì cái bạc che này nó sẽ được kích hoạt để nó kéo ra, nó che cái buồng sấy lại, để nó tránh cái trường hợp là thất thoát nhiệt từ buồng sấy ra ngoài không khí ban đêm. Thứ hai là tránh trường hợp sương hay là mưa tác động đến cái buồng sấy, nó làm giảm cái hiệu quả về mặt cung cấp nhiệt của điện trở.
không khí của chúng ta nó được đốt nóng trên cái bệ nhiệt, được dẫn qua cái ống này xuống bên dưới, và chúng ta có một cái quạt để chúng ta thổi cái không khí nóng này vào trong cái buồng sấy. Đối với máy sấy trục ngang, cứ mỗi vỉ phơi, mỗi cái khung vỉ phơi thế này là chúng tôi bố trí một cái quạt thổi. Để làm gì? Để cho gió nó vào đều tất cả các cái vỉ phơi. Bên trong cái thùng này á, chúng tôi tích hợp một cái điện trở ở phía trước cái quạt. Mục đích để khi trong điều kiện mà không đủ nhiệt, ví dụ như là trời mưa hay là ban đêm hay là trời mù mây này gì, không có năng lượng mặt trời á, thì nhiệt độ không đủ á, thì lúc đó là cái điện trở này nó sẽ tự động nó đóng điện vào, và cái nhiệt này nó sẽ được cấp bổ sung, và cái quạt này nó thổi vào buồng. Cái buồng đấu điện trở này á, nhờ vào cái yếu tố là cái tấm polycarbonate đặc ruột, thì chúng tôi sử dụng cái loại nó rất là dày, mà thứ hai là cái khả năng cấp nhiệt rất là tốt. Do vậy là cái buồng đấu điện trở này nó vận hành thời gian rất ngắn là nó đủ cung cấp nhiệt độ bổ sung cho buồng sấy. Với phương pháp sản xuất truyền thống hay là trong các cái phương pháp mà sấy công nghiệp, bà con khử vi sinh bằng hóa chất, thì đây là một trong những yếu tố mà nó gây ra độc hại và mất an toàn vệ sinh thực phẩm rất là nghiêm trọng. Thì trong quá trình mà nghiên cứu, chúng tôi nghiên cứu luôn cái công nghệ sử dụng đèn cực tím UV để chúng ta diệt khuẩn, khử các dòng vi sinh, và nhờ cái công nghệ sấy động mà trục ngang này á, cái đèn cực tím sẽ chiếu trực tiếp vào bề mặt của con cá ở trong tất cả các vị phơi. Do đó là mọi ngóc ngách của con cá nó đều được đèn cực tím chiếu đến tận nơi. Và nhờ cái yếu tố đó mà nó đã khử được ba cái dòng vi sinh phổ biến nhất hiện nay trên con cá. Đó là gì? Là E. coli, là Coliform, Salmonella. Hệ thống ứng dụng nguyên lý sấy động trục ngang, đảo chiều, sử dụng năng lượng mặt trời dựa vào nguyên lý hiệu ứng nhà kính. Theo đó, hệ thống sấy gồm buồng sấy với các dạng sấy chuyển động xung quanh một trục cố định. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống xuyên qua mặt kính, sản phẩm được xếp trên các dĩ sấy đặt trong hệ thống quay của buồng thu năng lượng. Các sản phẩm sấy khi nóng lên sẽ bốc hơi nước. Hệ thống quạt thổi hút khí sẽ đưa không khí nóng có ẩm thoát ra ngoài. Các cảm biến nhiệt độ và độ ẩm đặt bên trong buồng sấy sẽ truyền các thông số về bộ xử lý trung tâm, vừa hiển thị các thông số này ra màn hình, vừa tự động điều chỉnh tốc độ quay của dàn phơi sấy, tốc độ của dòng tác nhân sấy. Người vận hành có thể kiểm soát được toàn bộ nhiệt độ bên trong nhờ những tấm kính trong suốt. Như vậy, dự án do nhóm tác giả Phan Văn Hiệp thực hiện đã bước đầu thành công. Đây là hệ thống sấy động, ứng dụng năng lượng mặt trời của Hợp tác xã Tương Lai đang vận hành cho mẻ cá mới. Tuy mới hoạt động chưa lâu, nhưng hiệu quả mà thiết bị sấy mang lại rất rõ rệt. Với quy mô lò sấy như thế này, thông thường một mẻ sấy được khoảng 300 kg cá tươi. Với thời gian được thiết lập tự động, giúp cho việc phơi sấy cá dễ dàng hơn rất nhiều. Không chỉ rút ngắn thời gian, năng suất tăng lên rất nhiều lần, mà chất lượng sản phẩm cũng nâng lên. Đối với cái thiết bị máy sấy này thì ngoài cái việc nó là sản phẩm sạch, còn nó là tiết kiệm được là cái công. Thí dụ như tôi tính là đầu tư 300 triệu đi, thì là mỗi ngày chúng tôi là tiết kiệm được là 500.000 tiền công, thay vì phải là thuê nhân công để làm những công việc đó là phơi, đồng thời rút ngắn thời gian hơn so với cái phơi. Phơi là thời tiết thì cũng phải chạy ra chạy vô và bưng ra bưng vô, nên như khi là phơi con khô đến 2 ngày mới khô. Thì bây giờ rút ngắn thời gian, thứ hai nữa là chúng tôi là tính toán như vậy thì là trong khoảng 18 tháng. Khoảng gần 18 tháng thì là chúng tôi là tiết kiệm là mỗi ngày 500.000, thì khoảng 1,5 năm thì sẽ thu hồi vốn lại. Với những tính năng vượt trội, hệ thống sấy động của nhóm tác giả đã đoạt giải nhì trong cuộc thi sáng tạo trong tầm tay năm 2019 vùng Đông Nam Bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức, và top 10 cuộc thi đổi mới sáng tạo thành phố Hồ Chí Minh năm 2019. Tính ứng dụng của hệ thống sấy không chỉ dành cho mặt hàng thủy hải sản mà còn có thể sấy được tất cả các loại nông sản. Ưu điểm khác biệt của thiết bị này là việc kiểm soát nhiệt độ chặt chẽ, giúp mang lại hiệu quả sấy cao, chất lượng sản phẩm đồng đều,
rút ngắn thời gian phơi sấy so với phương pháp phơi nắng truyền thống. Ngoài ra, hệ thống sấy có chương trình điều khiển linh hoạt cho phép thay đổi thông số trên tủ điều khiển để có thể sấy các loại sản phẩm có kích cỡ khác nhau. Với hệ thống sấy trục ngang, sử dụng nhiều dĩ phơi giúp tăng sản lượng lên từ 10 đến 12 lần so với phơi nắng thông thường. Thành công nhất của hệ thống sấy này là chất lượng sản phẩm đều, đẹp, không nhiễm bụi và vi sinh, giá thành thấp hơn so với phơi nắng truyền thống và phơi sấy ứng dụng công nghệ bơm nhiệt. Bài toán cụ thể về lợi nhuận cũng được nhóm tác giả tính toán kỹ. Năng lượng điện chúng ta sử dụng để vận hành cái dàn phơi này nó rất là thấp, xem như bằng không. Ví dụ như là một cái dàn sấy coi như là khoảng 300 kg cá thành phẩm ở Cần Giờ á, thì nó vận hành trong 3 giờ đồng hồ như vậy thì nó chỉ tốn có 3 kWh giờ điện. Do đó cái chi phí sản xuất này xem như bằng không. Hiện nay, hệ thống sấy ứng dụng năng lượng mặt trời của nhóm tác giả Phan Văn Hiệp là thiết bị duy nhất trên thị trường Việt Nam và thế giới ứng dụng công nghệ sấy động. Thiết bị giải quyết được bài toán về chi phí nhiên liệu, tiết kiệm nhân công, góp phần giảm chi phí sản xuất, gia tăng lợi nhuận. Một ưu điểm nữa của thiết bị này là tiết kiệm không gian nhà xưởng, không gây ô nhiễm môi trường, thích ứng với xu hướng biến đổi khí hậu và sản xuất sạch. Đồng thời góp phần thay đổi thói quen và tập quán sản xuất manh mún lạc hậu của nông dân, góp phần gia tăng giá trị của sản phẩm về dinh dưỡng, vi sinh và cảm quan. Qua đó khẳng định uy tín và giá trị của các mặt hàng thủy hải sản khô nói riêng và thực phẩm Việt Nam nói chung.